Khi đang học đại học năm ba, hồi đó nhiều người cứ nghĩ tôi cưới chạy bầu, nhưng thật ra không phải. Vì chữ yêu đã mờ lý trí mà tôi quyết định lấy chồng cho bằng được, bất chấp lời cản ngăn của bố mẹ. Nói thêm về hai bên gia đình, trên tôi có một anh trai đã lấy vợ và hiện anh chị đang sống cùng bố mẹ. Còn nhà chồng, bố mẹ cũng sinh được hai người con trên chồng tôi, còn có một chị gái đã đi lấy chồng. Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, vì nhà ông bà ở thành phố lại rộng rãi. Cộng thêm, chúng tôi chưa có điều kiện mua nhà, nên về đó sống luôn cho tiện. Chồng đi làm, còn tôi tiếp tục học tiếp cho xong để lấy tấm bằng tốt nghiệp. Sau 2 năm cưới, tôi mới có một bé trai, hiện đã được 1 tuổi rồi. Ông bà hai bên cũng đủ ăn đủ tiêu, nên vợ chồng tôi không phải lo nghĩ gì cả. Tiền ăn hàng tháng, vợ chồng tôi có gửi cho bố mẹ chồng, nhưng ông bà không lấy. Vì vậy, tôi không đưa tiền cho ông bà nữa. Thay vào đó, mỗi tháng tôi sẽ thanh toán tiền điện, tiền nước, mua những thứ đồ dùng lặt vặt trong nhà. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn. Dù sống chung với nhà chồng, nhưng tôi được chồng yêu thương, quan tâm, còn mẹ chồng thì khá tâm lý. Nhưng thực sự tôi rất hối hận khi lấy chồng sớm như vậy. Vì tôi và bố chồng rất hay bất đồng quan điểm. Cộng thêm, tôi thấy có lỗi với bố mẹ ruột mình khi chưa báo đáp được gì mà đã đi xa. Bố tôi không khá cổ hủ, có phần bảo thủ và gia trưởng. Cho nên trong nhà mẹ chồng tôi không có tiếng nói, việc gì cũng phải nghe theo lời ông. Cuối tuần rồi, mẹ ruột tôi gọi điện thoại tới. Bà bảo bà bị ốm, phần vì cuối tuần, phần vì cũng lâu chưa về thăm nhà ngoại, nên tôi xin phép bố mẹ chồng về thăm mẹ ruột 2 hôm. Tới chủ nhật sẽ về để thứ hai đi làm. Nào mà ngờ bố chồng tôi lại gạt phắt đi, không cho tôi về với lý do con gái đã đi lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng trước. Bố chồng tôi lại tiếp tục nói, đừng có hở tí là chạy về nhà ngoại. Người ngoài không biết lại tưởng nhà này làm gì có lỗi nên con dâu mới hay chạy về nhà ngoại. Với lại nhà cửa đất đai sau này bố mẹ cũng để lại cho 2 đứa, thì 2 đứa phải có trách nhiệm với cái gia đình này. Lúc đó tôi không ngần ngại, bày tỏ thẳng thắn, nói rõ quan điểm của mình luôn. Con nghĩ con trai hay con gái đều phải có trách nhiệm như nhau. Bố mẹ ốm thì con cái phải chăm sóc, không kể trai hay là gái. Còn tài sản của bố mẹ, muốn cho ai hay làm gì thì tùy bố mẹ. Kể cả bố mẹ không cho thì chúng con vẫn phải có trách nhiệm như vậy. Còn bố mẹ con đẻ ra con, nuôi nấng con thành người. Dù con có đi lấy chồng về nhà mình rồi thì con vẫn phải có trách nhiệm với ông bà như anh chị dâu của con. Con không thể lo cho bố mẹ con được. Con về làm dâu thì phải lo cho bố mẹ chồng. Bố mẹ con đã có anh chị ở nhà lo. Ở gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Sao con lớn rồi thì con mới hiểu được những lời bố nói hôm nay. Nghe bố chồng nói như vậy, tôi không muốn nói gì thêm nữa. Tôi không trách ông, nhưng trong lòng tôi thấy nó chua xót lắm.
Tôi thương bố mẹ từ lúc đi học, rồi đi lấy chồng, đến lúc sinh con, rồi ông bà vẫn hy sinh, bao dung cho tôi, ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Vậy mà giờ đây, mẹ tôi ốm, tôi cũng không lo được gì. Giờ đây, tôi chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe của mẹ qua những cuộc điện thoại, gửi thêm chút tiền về cho anh chị. Nhờ anh chị chăm sóc bố mẹ hộ, rồi nhờ chồng lựa lời nói chuyện với bố mẹ để có dịp về nhà ngoại sau. Tôi rất đau lòng. Ngoài cách này, liệu còn cách nào khác để bố chồng tôi thay đổi suy nghĩ cổ hủ đó không? Tôi xin gửi lời tâm sự. Câu chuyện thứ hai, một người đàn ông tâm sự về gia đình. Cách đây 2 tuần, tôi đi công tác thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Bà tức tối mắng tôi không biết dạy bảo vợ con. Hỏi ra mới biết vợ giận dỗi thu dọn đồ đạc bế con về nhà mẹ đẻ rồi. Tôi gọi điện thoại cho vợ, cô ấy nhất quyết không nghe máy, từ chối tất cả cuộc gọi của tôi. Phụ nữ có chồng, sinh con rồi mà còn bày trò bỏ về nhà mẹ đẻ, đúng là nông nổi, trẻ con quá. 10 ngày sau đó, từ lúc mẹ gọi báo tin thì tôi mới kết thúc chuyến công tác trở về. Trong vòng 10 ngày đó, thông qua mẹ, tôi được biết vợ vẫn không bế con về quay lại nhà chồng. Ai mà ngờ được khi mở cửa bước vào nhà, nhìn cảnh tượng bên trong, tôi không khỏi choáng váng kinh hãi. Từ sân vào đến trong nhà, từ bếp đến nhà tắm và phòng ngủ, khắp nơi bừa bộn, lộn xộn, rác rưởi, vương vãi. Nhà vệ sinh bốc mùi, bếp đóng cặn, bẩn thỉu, bát chén bẩn chất đóng đầy, mùi thức ăn thừa chua thiêu không thể chấp nhận được. Trong nhà không có ai, tôi chờ một lát mẹ mới về từ bên ngoài gọi vào. Tôi hỏi mẹ tôi tại sao lại như vậy, vợ tôi vắng nhà thì còn có em dâu cơ mà. Bố tôi mất lâu rồi, mẹ tôi có 2 người con trai, tôi là anh cả. Chúng tôi kết hôn trước, sau đó em trai tôi lấy vợ, vẫn sống chung căn nhà. Nhà khá rộng rãi, tôi là con trưởng không thể ra riêng, còn em trai chưa có điều kiện ra ngoài tốn thêm tiền thuê nhà. Hôm kia thằng em dẫn bạn về ăn uống nhậu nhẹt, vợ nó không chịu nấu nướng, nó mua đồ bên ngoài về. Ăn xong vợ nó không dọn dẹp, bắt chồng tự đi mà dọn. Con biết đấy, thằng em đời nào chịu mó tay vào mấy việc này. Vợ nó giận dỗi sang nhà bạn ở, mẹ cũng bực chúng, nó quá nên mặc kệ luôn. Ai đời lại bắt thân già này đi hầu chúng nó à? Lúc này nghe mẹ kể chuyện, tôi mới hiểu những ngày qua vợ tôi đi vắng, ở nhà đã xảy ra những chuyện gì. Vợ của em trai tôi vốn là người con gái mà người bạn của mẹ tôi. Bà đã làm mai cho 2 đứa, 2 nhà khá thân thiết nên mẹ rất quý em dâu. Trong cuộc sống hàng ngày, bà khá thiên vị con bé này. Dù em dâu chưa sinh con, mà vợ chồng tôi vừa đi làm về, vừa chăm con nhỏ, nhưng cơm nước, việc nhà, dọn dẹp, phục vụ, cả gia đình, vợ tôi phải làm hết. Đều là anh chị em trong nhà, mà cô còn ganh nghịch tị, vài việc cõng con này à. Không có vợ chồng nó ở đây thì cô vẫn phải đi làm đấy thôi. Mẹ dùng lý lẽ để quát nạt cô con dâu cả. Còn tôi thì nghĩ bà nói đúng, vài việc lặt vặt
đáng lẽ gì đâu. Em dâu thường xuyên đi sớm về muộn, lúc ở nhà cũng viện cớ đau đầu chóng mặt để không làm, đến bữa ra ngồi ăn xong lại vào phòng. Hôm tôi đi công tác thì con tôi ốm. Buổi sáng vợ tôi đang chăm con thì mẹ quát mắng chuyện cô ấy chậm trễ bữa sáng. Trong khi đó em dâu ngồi lướt điện thoại. Vợ tức quá mới làm sùm một trận rồi dọn đồ bỏ đi. Vợ tôi không có ở nhà, em dâu vẫn thối đi sớm về muộn, không quan tâm cơm nước nhà cửa. Mẹ phục vụ cho vợ chồng con út được hai hôm thì bức xúc, bắt em ấy phải làm thay mọi việc cho vợ tôi. Em ấy không chịu, buổi tối hai vợ chồng đều ăn bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người mới thấy vai trò quan trọng của vợ tôi. Mẹ cũng nhận ra con dâu út không ngoan ngoãn như bà tưởng. Bà giục tôi sang đón vợ về, bà nhất định sẽ không quát cô ấy nữa. Tôi bần thần cả người, nhận ra trước nay mình đã vô tâm thế nào. Cứ nghĩ đi làm kiếm ra tiền, lo cho tương lai gia đình thì vợ phải chu toàn việc nhà và chăm sóc tốt cho mẹ chồng. Tôi không ý thức được hết vợ đã phải chịu sự bất công ấm ức thế nào, cũng do tôi bận quá lại hay phải đi công tác. Và tôi quyết định luôn hôm ấy, không mẹ ạ, chúng con sẽ ra ở riêng. Con sẽ có trách nhiệm với mẹ khi mẹ già cả, ốm yếu. Còn bây giờ, con không thể để vợ tủi thân thêm nữa. Mẹ với vợ chồng chú hai cứ ở lại đây. Tôi nói xong thì lao nhanh đến nhà vợ xin lỗi cô ấy. Khi nào có gom đủ tiền, chúng tôi sẽ mua nhà riêng. Trước mắt, tạm thời tìm nhà trọ ở. Vợ vui lắm. Tôi nhận ra mình đã hành động đúng đắn. Lâu rồi mới thấy cô ấy tươi cười, nhẹ nhõm với chồng như vậy. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một buổi tối an nhiên, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.